tin lạnh thì cứ đưa tay mà ôm vào tôi. Đã suốt bao nhiêu đêm qua cứ nghĩ về em khiến anh khó ngủ. Em vẫn chưa có chủ, em rất may mắn vì người cô đơn là tôi. Vậy thì tại sao tụi mình không đến với nhau hả? Anh đưa em đi từ xa lên trên đến tầng sao hỏa. Anh đây rất cao cả và tình cảm anh bao la. Anh mà đã yêu em rồi thì em tính chạy đi đâu hả? Yêu em qua từng giai đoạn, yêu tới khi đến chu kỳ. Em thì rất là dễ thương mà bản tính còn nhu mì. Cái cách em quan tâm anh đều nhỏ nhặt trên tin nhắn. Em bỗng trở nên xinh xắn khi quét vào người chiếc hoodie. Trời vừa nhìn cái là muốn yêu. Mỗi lần em nhìn anh cười ô màn đét ơi anh muốn xỉu. Bây muốn nói là love you thì anh cũng hơi khùng khùng, chỉ mong là em cố gắng hiểu. Tới như là tiếng sét ái tình, ta vừa chạm mặt mà đã nhìn nhau bối rối. Ngày hôm đó em hỏi anh có yêu em không, cái gì yêu em không á, lêu lêu còn lâu mới nói đồ đó. Em đang nằm ở trong tim này, em là nữ chính anh là nam chính, ta sẽ có bộ phim hay giờ. Và không hiểu sao anh lại nhớ em bất chấp đêm ngày. Em mơ nhớ em lắm rồi và anh muốn có cuộc hẹn vào tối đêm nay. Chắc là do ông trời ghép đôi, là do sứ mệnh tình yêu nên ta mới được gặp nhau vào ngày hôm đó. Đi chơi với anh thì em đừng nói chiếc son, vì anh sẽ là thủ phạm làm nhòe đi vết sân đó. Anh nói thiệt, anh không nói xạo em đâu. Biết bao nhiêu cô gái thích anh còn phải lướng hàng mà chen nhau. Anh muốn mình đưa nhau đi trốn cùng chiêu bài nhạc của Đen Vâu. Và lúc đó em sẽ thuộc về anh rồi ta sẽ mãi ở bên nhau.